Xin chào tất cả các bạn. BSS là một cái sàn giao dịch phái sinh thuộc cơ chế Central Limit Order Book, được triển khai trên hệ sinh thái Layer 2 là Base, cho phép người dùng thực hiện những cái giao dịch mua và bán các sản phẩm spot hoặc là perpetual trading. Và đồng thời người dùng cũng có thể nắm quyền kiểm soát hoàn toàn về cái tài sản của họ. Đây là một cái dự án được hỗ trợ bởi nhiều những quỹ đầu tư lớn trong thị trường. Cùng với đó là đội ngũ dự án là tập hợp của những cá nhân có nhiều năm kinh nghiệm đến từ những cái sàn giao dịch tập trung này, những cái quỹ đầu tư mạo hiểm và những cái quỹ phòng hộ. Vậy thì để hiểu rõ hơn về đặc điểm cũng như là tiềm năng của dự án này thì hãy cùng mình xem video ngày hôm nay nhé. Mình là Tiến đến từ Coin68 TV. Ok, trước hết thì hãy cùng mình tìm hiểu về Central Limit Order Book và cái xu hướng hiện nay. Thì đầu tiên, Central Limit Order Book là một cái hệ thống giao dịch được cung cấp bởi những cái sàn tập trung như là Coinbase, Binance hoặc là KuCoin. Thì cái hệ thống này có thể nói là rất là phổ biến. Nó thực hiện theo cái cơ chế là khớp lệnh giữa người mua và người bán với mức giá tốt nhất tại một cái thời điểm nhất định. Quy trình nội bộ này cũng được sử dụng bởi những cái sàn giao dịch chứng khoán lâu đời như là sàn giao dịch chứng khoán New York. Các ưu điểm của cái cơ chế Central Limit Order Book chính là người giao dịch có thể đặt lệnh ở bất kỳ cái số lượng nào với mức giá hợp lý nào mà họ muốn. Các lệnh sẽ được sắp xếp ưu tiên theo thứ tự thời gian. Vì thế tạo ra cái sự thuận tiện hơn so với lại cơ chế AMM của những cái sàn giao dịch phi tập trung ở thời điểm hiện tại. Đối với những cái dự án theo cơ chế Central Limit Order Book thì đây có lẽ là một cái thời điểm không thể tốt hơn để chiếm lấy thị trường, khi mà những cái sàn giao dịch phi tập trung theo cơ chế AMM đang bắt đầu gặp khó khăn trong việc thu hút những cái liquidity provider, khi mà họ trở nên khó khăn hơn trong việc là kiếm được lợi nhuận khi mà cung cấp thanh khoản cho những cái sàn giao dịch phi tập trung này. Và khi mà những cái liquidity provider này quay lưng thì rất có thể những cái điểm đến tiếp theo của họ sẽ là những cái dự án theo cơ chế Central Limit Order Book này. BSS là một cái sàn giao dịch phái sinh self custodial được xây dựng trên Layer 2 Base và được hậu thuẫn bởi Base Ecosystem Fund, tức là quỹ phát triển hệ sinh thái trên Base. Sàn giao dịch này sẽ hoạt động theo cơ chế Central Limit Order Book như mình đã giới thiệu, cho phép người dùng sẽ thực hiện những cái giao dịch mua và bán những cái sản phẩm spot và perpetual. Đồng thời họ cũng có thể nắm giữ hoàn toàn cái quyền kiểm soát cái tài sản của họ. Tầm nhìn của BSS là tạo ra một cái giao thức giao dịch tự giám sát có thể kết hợp giữa những cái lợi thế bảo mật rõ ràng của DeFi với hiệu suất và sự tiện lợi có thể cạnh tranh với bất kỳ một cái centralized exchange nào. Sứ mệnh của sàn giao dịch BSS rất là đơn giản, tức là họ làm cho những cái giao dịch trở nên phi tập trung và trở thành một cái lựa chọn ưu việt và dễ tiếp cận cho tất cả những cái mọi người, tất cả những cái nhà đầu tư. BSS tin rằng cái điều này có nghĩa là trao quyền cho người dùng quyền kiểm soát hoàn toàn cái tài sản của họ mà không làm ảnh hưởng đến tốc độ hoặc là cái trải nghiệm sử dụng. Tương lai của DeFi là đảm bảo rằng tất cả người dùng đều có thể hưởng lợi từ nó, và cách tốt nhất để làm điều đó chính là thu hút người dùng và xây dựng dựa trên cái tính năng dễ dàng tiếp cận đối với tất cả mọi người. Ok, vậy thì sàn giao dịch BSS sẽ có những cái điểm đặc biệt nào? Thứ nhất là self custodial. Thì BSS sẽ thừa hưởng cái khả năng bảo mật cơ bản của Ethereum và Base, giúp người dùng có quyền tự kiểm soát tài sản và private key mà không cần lo lắng về cái độ bảo mật của sàn. Thứ hai là cơ sở hạ tầng và thiết kế của sàn giao dịch này sẽ được xây dựng để những cái nhà đầu tư từ cá nhân cho đến chuyên nghiệp, những cái nhà đầu tư tổ chức có thể dễ dàng giao dịch với nhiều những cái cặp giao dịch khác nhau. Ngoài ra thì BSS còn cung cấp những cái công cụ phân tích mạnh mẽ và những cái API đáng tin cậy cho người dùng. Sàn giao dịch BSS cũng sẽ tận dụng thông lượng cao và phí gas thấp của mạng lưới Base để giúp người dùng giảm thiểu tối đa cái chi phí phải trả khi mà giao dịch. Tiếp theo là về hiệu suất. BSS sẽ cung cấp khả năng xác nhận giao dịch một cách tương đối nhanh nhờ cái hiệu suất cao của Base, có thể xử lý đến hàng nghìn giao dịch mỗi giây. Cùng với đó thì order book của sàn cũng có khả năng khớp các lệnh một cách nhanh chóng, có thể cạnh tranh được với những cái sàn giao dịch tập trung về tốc độ thực thi. Tiếp theo là về bộ tính năng phong phú. Thì sàn giao dịch BSS sẽ cung cấp những cái tính năng giao dịch từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm như là portfolio margin, cross margin, one click trading và những cái trải nghiệm giao dịch mà không cần tốn phí gas. Cuối cùng là trải nghiệm người dùng tốt nhất. Thì BSS có giao diện người dùng đơn giản, phù hợp với nhiều những cái loại người dùng, những cái trader khác nhau. Sản phẩm của BSS được thiết kế để phù hợp với mọi kiểu trader trên thị trường, bao gồm như là thứ nhất là DEX. Thì việc ứng dụng mô hình Central Limit Order Book giúp sàn giao dịch này kết hợp được những cái điểm mạnh giữa sàn giao dịch phi tập trung và sàn giao dịch tập trung. Việc thiết lập các giao dịch sẽ được xử lý on-chain, tuy nhiên phần xử lý thực hiện các giao dịch đó sẽ được xử lý off-chain. Điều này giúp người dùng chỉ phải trả một phần phí gas rất nhỏ khi thực hiện những cái giao dịch nhưng vẫn đảm bảo được tốc độ nhanh chóng và trải nghiệm tốt. Thứ hai là Perpetual. Perpetual Trading là một trong những sản phẩm
cốt lõi của sàn giao dịch BSS. Đây cũng là một trong những sản phẩm tài chính phái sinh phổ biến nhất trong thị trường crypto ở thời điểm hiện tại. Người dùng có thể thực hiện giao dịch 24/7 với những cái cặp giao dịch BTC, USDC, ETH, USDC, SOL, USDC trên sàn giao dịch này. Tiếp theo là Portfolio Margin. Thì BSS được thiết kế theo cơ chế Portfolio Margin, tức là số dư trên tài khoản của người dùng đều có thể được sử dụng để ký quỹ, bao gồm cả PNL chưa được thực hiện. Điều này có nghĩa là khi mà người dùng thực hiện giao dịch trên BSS thì sẽ mang đến cho họ cái hiệu quả tối đa về việc sử dụng vốn khi thực hiện giao dịch. Với việc áp dụng mô hình Central Limit Order Book, điều này sẽ giúp cho BSS hỗ trợ cái cơ chế lệnh là Limit và Market, đem lại những cái trải nghiệm thân thiện đối với lại trader khi mà họ đã từng sử dụng ở những cái sàn giao dịch tập trung. Thì trong tương lai, sàn giao dịch BSS cũng sẽ phát triển thêm nhiều những cái chức năng mới, những cái tính năng hiệu quả hơn để hỗ trợ người dùng. Đội ngũ phát triển của BSS là tập hợp những cá nhân có kinh nghiệm từ những cái công ty hàng đầu trong thị trường crypto thời điểm hiện tại như là Coinbase, Kraken, FalconX, Jump Crypto và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển trong ngành công nghiệp blockchain. Tuy nhiên thì danh tính của từng thành viên ở tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa được tiết lộ. BSS được đầu tư bởi những cái quỹ đầu tư có tiếng trong thị trường bao gồm như là Binance, Base, No Limit Holdings, Kraken Venture. Vào ngày 27 tháng 12 vừa qua, BSS đã ra mắt cái bản Public Testnet. Sau cái bản nâng cấp lớn từ lần ra mắt Private Testnet thì cái giai đoạn Public Testnet này là giai đoạn để đảm bảo rằng cái sàn giao dịch sẽ sẵn sàng ra mắt. Ở thời điểm này thì BSS sẽ thu thập càng nhiều phản hồi từ cộng đồng càng tốt và giai đoạn này đã hoàn thành. Vào đầu tháng 1 thì họ sẽ ra mắt chương trình đại sứ thương hiệu, tức là Ambassador, một chương trình dành riêng cho việc tìm kiếm và nuôi dưỡng những cái thành viên, những cái người ủng hộ cộng đồng cốt lõi của dự án. Vào giữa tháng 1, họ đã tổ chức cuộc thi giao dịch. Đây là một cách thú vị và hấp dẫn để cạnh tranh và nhằm đạt được những cái NFT và những cái Rogue Discord độc quyền. Vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2, họ dự kiến sẽ ra mắt Mainnet bằng cách sử dụng phản hồi và đề xuất của người dùng trong giai đoạn Public Testnet. Thì sàn giao dịch BSS sẽ điều chỉnh để giúp sản phẩm tập trung vào người dùng một cách tốt nhất có thể trước khi ra mắt. Và BSS sẽ được triển khai trên Base. Trong giai đoạn tháng 2 và tháng 3 sắp tới thì họ sẽ tổ chức những cái chương trình như là Trade to Earn, Referral Program, tổ chức những cái sự kiện dành cho cộng đồng với những cái quà tặng lưu niệm. Ok, video lần này đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn những cái anh em đã xem đến cuối video. Nếu mọi người cảm thấy video lần này hay và bổ ích thì cho mình xin một like, một subscribe và đừng quên nhấn chuông thông báo để luôn nhận được những cái thông tin mới nhất đến từ đội ngũ Coin68 TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.